Những năm trở lại đây, khu vực Hồ Văn, Văn Miếu, Quốc Tử Giám với hình ảnh ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ và nắn nót từng nét chữ đã trở thành địa điểm quen thuộc của người dân xin chữ vào đầu năm mới. Năm nay là năm đầu tiên gia đình anh Trần Văn Thành tới Hồ Văn để xin chữ. Con gái anh Thành năm nay học lớp 4, vì thế nên anh xin chữ hiếu học để cầu mong những điều tốt lành cho con cái trong năm mới, đồng thời nhắc con mình nhớ tới công ơn của người thầy và học hành được tiến bộ hơn. Xin cái chữ hiếu học, thực ra là con mình xin, nhưng mà mình chỉ cho con mình xin những cái chữ đó để cho con nó nhớ người thầy, rồi sau này nó sẽ nhìn vào chữ đó, nó sẽ, mình hy vọng nó sẽ có một cái gì tương lai cho nó sáng thêm một tí. Đức, trí, tâm, phúc, lộc là những chữ được người dân xin nhiều nhất. Mỗi chữ lại có những ý nghĩa khác nhau, tựu chung thì cũng đều hướng tới những điều tốt lành, phước phần trong năm mới. Đối với chữ Đức ấy, thì con người ta lúc nào cũng xưa muốn con người phải có tâm có đức, nên là lúc nào tôi cũng muốn cầu mong cho gia đình phải có chữ tâm với chữ đức. Em xin thầy một chữ, đó là chữ nhẫn. Thì trong một năm mới sắp tới em cũng rất mong muốn là mình sẽ nhẫn nhịn hơn để có một năm mới chắc là hoàn hảo hơn. Xin chữ và cho chữ ấy, nó kèm với việc chơi chữ. Như vậy có cả một thế giới những sự sâu sắc về ý nghĩa, về suy nghĩ và về cả những nguyện ước được gửi gắm vào cái việc xin chữ và cho chữ. Tại hội chữ xuân năm 2019 có 60 ông đồ, trong số những ông đồ già thì người ta cũng thấy có sự xuất hiện của những ông đồ trẻ. Để đảm bảo các ông đồ đều có tiêu chuẩn để cho chữ, ban tổ chức hội chữ xuân năm 2019 cũng đã tổ chức tuyển chọn gắt gao về nhân cách và trình độ chuyên môn của các ông đồ. Để hướng cho những người xin chữ, người ta hướng tới những giá trị nó tốt đẹp. Đấy, thì đấy là một cái mà chúng tôi phải đòi, tức là phải yêu cầu các những người viết chữ trong một cái quá trình. Tất nhiên câu chuyện đó thì không phải một ngày, hai ngày, một năm, hai năm có thể làm được, mà phải một quá trình. Nhưng mà chúng tôi cố gắng kiên trì theo cái hướng đó, tức là hội chữ xuân, đến hội chữ xuân phải thực sự là một cái nơi không gian văn hóa, và những người tham gia ở đó phải ứng xử văn hóa và hướng tới những cái giá trị văn hóa. Hội chữ xuân năm 2019 có những ông đồ đến từ Bắc Ninh, Nam Định và Thừa Thiên Huế, cho thấy sự hấp dẫn của hội chữ xuân.